Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái giá trị của những chú lợn. Và hôm nay quý vị sẽ thấy được rằng là chúng tôi vừa mới làm xong những chú lợn rất là ấn tượng, rất là giá trị. Những anh em nào mà yêu thích về những chú lợn, hay là những anh em nào mà hợp với tuổi lợn, hay là tuổi lợn, tức là tuổi hợi đó, đúng không ạ? Trong 12 con giáp. Vậy thì điều gì sẽ đến với quý vị? Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị chiêm ngưỡng ba đôi lợn của chúng tôi. Và ba đôi lợn này được làm trên chất liệu bằng gỗ gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy quan tâm. Chúng tôi đã sắp ra đây ba cái đôi lợn. Và lợn này thì chúng tôi được gọi là đôi lợn ỉ. Tại sao rất nhiều người trưng bày những chú lợn này trong gia đình? Một là quý vị có thể thấy được rằng là những người tuổi hợi thì người ta cũng mong muốn rằng là trưng bày những chú lợn theo cái mệnh tuổi của họ, đúng không ạ? Hai nữa là chú lợn là một trong những chú rất là lành tính và rất là thoải mái trong cuộc sống, sống rất là êm ả, không có bon chen, không có đố kỵ, không có bươn chải. Thế cho nên là những cái chú lợn mà được rất nhiều người trưng dụng trong phòng khách hay là phòng riêng thì đó là cái giá trị về phong thủy, về tâm linh. Vậy thì hôm nay chúng tôi làm ra rất nhiều chú lợn để chia sẻ cho mọi người. Và điều đặc biệt là chúng tôi làm trên cái chất liệu bằng gỗ hương. Và cái đặc biệt là gỗ hương chúng tôi lựa chọn những cái phôi gỗ hương nó rất là nhiều vân, nó cực đẹp. Và ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị, tôi sẽ bê cái chú lợn đầu tiên cho quý vị xem về cái vân của nó. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây nó rất là rõ, đúng không ạ? Về cái vân cổ này, quý vị nhìn này, nó đẹp không ạ? Thật sự với quý vị, nó hoàn toàn là vân tự nhiên, nó rất là đẹp. Và cái cách chạm khắc của chú lợn quý vị thấy này, rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Mông to đấy, nó kỹ mà rất là giá trị. Một đôi lợn này ấy, thì có một cái kích thước ấy, là nó rộng là 16, cao là 17 và chiều dài của nó là được 29-30. Vậy thì trên một cái dòng gỗ rất là giá trị như vậy và chúng tôi làm thì hoàn toàn là liền khối, rất là đẹp, vân rất là hấp dẫn. Một cái đôi lợn thì chúng tôi cũng lựa chọn cái vân gỗ nó cũng rất là phù hợp với nhau. Cái gì đẹp chứ, vân của nó thật sự là tuyệt vời, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là một cái đôi lợn như thế này thì chắc hẳn quý vị sẽ đoán rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Quý vị sẽ đoán là cái đôi lợn như thế này có giá bán bao nhiêu và bán như thế nào. Và hôm trước thì có khách hàng hỏi bảo là anh ơi bán cho em một con. Thực sự là một con thì tôi không bán, và tôi sẽ bán đó là một đôi. Bởi vì một đôi lợn ỉ này là nó có một cái giá trị riêng của nó. Người ta thường vẫn hay nói là lợn thì chăn cả đàn, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta trưng bày thì chúng ta cũng không nên trưng bày một con, ít quá, đúng không ạ? Đấy là cái giá trị. Cái giá trị khi mà mỗi một cái sản phẩm mà chúng tôi làm theo đôi ấy, thì nó có cặp rồi, nó có đôi con lứa rồi. Còn những cái sản phẩm mà chúng tôi làm một con ấy thì nó lại phải là làm một con nó riêng biệt. Thứ nhất là gì? Đó là lợn rừng, hay là một cái biểu tượng của lợn thì chúng tôi lại phải làm theo cái hình thức nó khác, chứ nó không làm theo lợn ỉ như thế này.
Vậy thì lợn ỉ là một trong những cái cặp lợn, hay người ta còn gọi như kiểu là song sinh với nhau, đúng không ạ? Nó rất là quan trọng. Đấy. Chứ nó không hề đơn giản như quý vị nghĩ là à mua một con cũng được. Nếu mua một con thì chúng ta lại phải chọn cái lợn nó khác cơ, chứ nó không như thế này. Đấy, đấy là cái giá trị mà rất nhiều khách hàng gọi điện đến bảo là bán cho tôi một con. Mặc dù có thể là tôi vẫn bán được, nhưng cái dòng lợn này thì tôi lại không bán. Bởi vì sao? Bởi vì theo thuyết phong thủy nó rất là quan trọng. Cho nên là tôi cũng muốn rằng là quý vị khi quý vị trưng bày, quý vị chơi, quý vị cũng phải lên cân nhắc làm sao cho nó hợp phong thủy, làm sao cho nó đúng phong thủy thì nó sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà tôi không bán một con. Chứ còn ai chẳng thích bán một con cho quý vị, con khác tôi lại bán cho người khác, nó rất là đơn giản thôi, rất dễ thôi. Đấy, cái này là cái mà quý vị cũng nên tìm hiểu, nên cân nhắc. Sau đây ấy, thì quý vị có thể thấy được rằng là một trong những cái chú lợn nó rất là đẹp mà tôi đã lựa chọn rất là kỹ, rất là chi tiết, từng đường vân, từng đường đục. Vậy thì một đôi lợn ỉ này thì có giá bao nhiêu tiền? Xin chia sẻ với quý vị, một đôi lợn ỉ đẹp long lanh cành đào như thế này, vân viên mỹ mãn, có giá bán chỉ có 2 triệu một đôi thôi. Làm trên chất liệu bằng gỗ hương vân, một dòng gỗ vân cực đẹp, nổi trội. Khi quý vị trưng bày thì quý vị sẽ thấy cái giá trị tuyệt vời của nó. Đấy, đấy là cái mà hôm nay tôi chia sẻ cho quý vị. Và tôi biết được rằng là rất nhiều người đang đi tìm kiếm những cái chú nợ để trưng bày trong nhà. Nếu như quý vị nào mà đã đang xem cái video này thì tôi cũng mong rằng là quý vị lên chia sẻ trên Facebook để cho bạn bè, anh em của quý vị, những người đang đi tìm kiếm về những chú lợn ỉ này, để làm gì? Để biết được ở đây chúng tôi có những chú lợn ỉ số 1, có những chú lợn ỉ đẹp nhất và giá thành lại hấp dẫn nhất. Đấy là cái điều mà rất nhiều các cơ sở khác không có được. Đấy là chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị lắm được. Vậy thì quý vị hãy dành ra ít nhất 1-2 giây đăng ký trên kênh của chúng tôi. Sau đó quý vị chia sẻ lên Facebook để cho bạn bè của quý vị được chiêm ngưỡng những cái chú lợn ỉ của chúng tôi. Và cái điều đáng nói hơn nữa là gì? Sau cái video mà chúng tôi chia sẻ những chú lợn ỉ này thì tiếp theo cái video tiếp theo nữa chúng tôi chia sẻ cho quý vị về những chú hổ. Một trong những chú hổ cũng là nằm trong bộ 12 con giáp rất giá trị, rất ấn tượng, và chúng tôi có rất là nhiều mẫu hổ để chia sẻ cho quý vị và giới thiệu chi tiết cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của chúng tôi.